Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý. Hôm nay thầy hướng dẫn các em bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Với bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, thầy hướng dẫn các em hai tiết. Tiết thứ nhất, thầy hướng dẫn các em tính khoảng cách từ điểm đặc biệt đến một mặt phẳng. Điểm đặc biệt ở đây bao gồm điểm vuông góc và điểm hình chiếu. Tiết số 2, thầy hướng dẫn các em tính khoảng cách từ một điểm bất kỳ đến một mặt phẳng. Để tính khoảng cách từ một điểm bất kỳ đến một mặt phẳng thì chuyển về bài toán tính khoảng cách từ một điểm đặc biệt đến một mặt phẳng. Do đó, tiết hôm nay rất quan trọng. Trước khi vào nội dung bài toán tính khoảng cách từ một điểm đặc biệt đến một mặt phẳng, thì nhắc qua lại một số quan hệ vuông góc. Một số quan hệ vuông góc. Thứ nhất, các em quan sát hình vẽ thì có đây là mặt phẳng P. Nếu thầy có đường thẳng D mà vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau AB nằm trong mặt phẳng P thì khi đó thầy có được đường thẳng D sẽ vuông góc với mặt phẳng P. Nếu thầy có D vuông góc với đường thẳng A, D vuông góc với đường thẳng B, A giao B, được chưa? AB nằm trong mặt phẳng P thì thầy suy được ra D vuông góc với mặt phẳng P. Lý thuyết số 2. Nếu thầy có đường thẳng D mà vuông góc với mặt phẳng P thì từ đây thầy suy được ra đường thẳng D sẽ vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng P. D vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng P. Quan hệ vuông góc thứ ba, đó là nếu thầy có được đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng Q, đường thẳng D mà nằm trong mặt phẳng P thì từ hai lý do này thì suy được ra mặt phẳng P vuông góc với mặt phẳng Q. Thì có một tính chất như sau. 4. Nếu thầy có hai mặt phẳng P và Q vuông góc với nhau, đây là mặt phẳng P, đây là mặt phẳng Q, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau, giao tuyến của hai mặt phẳng là đường thẳng delta, được chưa? Đường thẳng D nằm trong mặt phẳng Q mà vuông góc với giao tuyến delta thì thầy suy được ra D sẽ vuông góc với mặt phẳng P. P vuông góc với mặt phẳng Q. P giao với Q bằng đường thẳng delta. Đường thẳng D nằm trong mặt phẳng Q. D vuông góc với giao tuyến delta. Thì từ đây thầy suy được ra đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng P. Lý thuyết tiếp theo là khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P. Đây là mặt phẳng P, thầy có điểm M đây. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P chính là đoạn MH. Với H là hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng P. Thầy có khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P chính là bằng MH. Vậy là thầy đã trình bày xong một số quan hệ vuông góc. Bây giờ thầy cho mình cùng vào nội dung của bài toán tính khoảng cách
từ một điểm đặc biệt đến một mặt phẳng. Thế cho mình cùng vào dạng 1. Tính khoảng cách từ điểm M đến một mặt phẳng với M là điểm vuông góc. Điểm vuông góc là cách gọi riêng của thầy trò mình để tiện lợi trong quá trình học. Bài toán như sau. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P với điểm M thuộc mặt phẳng Q vuông góc với mặt phẳng P. Các em quan sát hình vẽ. Thầy có đây chính là mặt phẳng P. Thầy đang cần tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P với điểm M thuộc mặt phẳng Q. Mặt phẳng Q này vuông góc với mặt phẳng P. Được chưa các em? Trong trường hợp này, các em dựng khoảng cách như sau. Bước thứ nhất, các em xác định giao tuyến, hay nói khác đường thẳng chung của mặt phẳng P và mặt phẳng Q thì gọi là đường thẳng delta. Trên hình vẽ, được chưa? Sau khi xác định được giao tuyến của hai mặt phẳng, chuyển sang bước số 2, các em làm như sau. Từ điểm M, các em dựng cho thầy MI vuông góc với delta. Kẻ MI vuông góc với delta. Thì từ đây thầy suy được ra MI vuông góc với mặt phẳng P. Hay nói cách khác, MI chính là khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P. Khoảng cách từ M đến mặt phẳng P bằng đoạn MI. Và điểm M như thế này thì gọi là điểm vuông góc. Và thầy nhắc lại, điểm vuông góc là cách gọi riêng của thầy trò mình. Bây giờ thầy trò mình cùng chuyển sang dạng số 2. Tính khoảng cách từ điểm M đến một mặt phẳng với M là điểm hình chiếu. Điểm hình chiếu cũng là cách gọi riêng của thầy trò mình. Các em quan sát hình vẽ và bài toán như sau. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng FAB với M là hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng MAB. SAB. Điểm M. Thầy cho mình đã cần tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng SAB với FM vuông góc với mặt phẳng MAB. Hay nói cách khác là gì? M là hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng MAB. Điểm M như thế này thì gọi là điểm hình chiếu.
Và đây là cách gọi riêng của thầy trò mình. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cách dựng và cách tính. Cách dựng. Thứ nhất, từ M, các em kể cho thầy MK vuông góc với AB. Kẻ MK vuông góc với AB. Các em lưu ý với thầy, trong các trường hợp đặc biệt thì điểm K này có thể trùng với điểm A nếu giả thiết cho tam giác MAB vuông tại A. Điểm K này có thể trùng với điểm B nếu giả thiết cho tam giác MBA vuông tại B. Được chưa các em? Rồi, tiếp theo thầy nối S với K và thầy dựng MI vuông góc với SK nhé. Thì kẻ MI vuông góc với SK, MI vuông góc với SK, thì từ đây thầy suy được ra khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SAB chính là bằng đoạn MI. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cách chứng minh MI là khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SAB. Và trong bài tập thầy không chứng minh lại nữa mà các em tự chứng minh cho thầy. Được chưa? Chứng minh MI vuông góc với mặt phẳng SAB. Thầy có AB vuông góc với mặt phẳng SMK. Vì sao? Vì các em lưu ý AB vuông góc với MK, rồi AB vuông góc với SM, có đúng không? Vậy là AB vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng SMK. Suy ra AB vuông góc với mặt phẳng SMK. Có được AB vuông góc mặt phẳng SMK thì suy ra AB sẽ phải vuông góc với MI, do MI nằm trong mặt phẳng SMK. Đúng không các em? Thầy lại có MI vuông góc với SK theo cách dựng. Từ hai lý do này thì suy được ta MI vuông góc với hai đường thẳng AB và SK nằm trong mặt phẳng SAB. Hai đường thẳng AB và SK cắt nhau. Vậy từ đây thì suy được ra MI vuông góc với mặt phẳng SAB. MI vuông góc với mặt phẳng SAB nghĩa là Y là hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng SAB. Vậy là thầy có được khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SAB chính là bằng MI. Vậy là thầy đã chứng minh xong MI là khoảng cách. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cách tính đoạn MI. Để tính được đoạn MI, các em xét cho thầy xét tam giác vuông SMK. SMK. Các em tính cho thầy hai cạnh góc vuông. Tính hai cạnh góc vuông SM và MK. Từ đây thầy suy được ra công thức tính MI như sau. 1 chia cho MI bình phương sẽ bằng 1 chia cho SM bình phương cộng với 1 chia cho MK bình phương. Từ công thức này thì suy được ra khoảng cách MI.
Vậy là thầy đã trình bày cho các em xong hai dạng toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Và hai dạng toán này với bài toán tính khoảng cách từ một điểm đặc biệt đến một mặt phẳng. Điểm đặc biệt ở đây là điểm vuông góc với dạng toán thứ nhất, và điểm đặc biệt ở đây là điểm hình chiếu với dạng toán thứ hai. Các em nhớ cho thầy hai dạng toán này. Bây giờ thầy cho mình cùng vào một số ví dụ. Thầy cho mình cùng vào ví dụ thứ nhất, cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng A. SA vuông góc với mặt phẳng đáy. SA bằng A. Gọi Y là trung điểm của SC. Tính khoảng cách từ điểm Y đến mặt phẳng đáy ABCD. Kem nhát thật nhanh cho thầy. Kem xong chưa? Bài toán của thầy cho mình thuộc bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Trước tiên thầy cho mình cùng phác họa hình vẽ xem điểm cần tính khoảng cách đó là điểm vuông góc hay là điểm hình chiếu. Hình chóp SABCD có đáy là hình vuông. Thầy cho mình cùng dựng đáy trước. Đáy là một hình vuông có cạnh bằng A. A, B, C, D. Thầy ký hiệu vuông góc. Thầy ký hiệu các cạnh bằng nhau bằng A. Tiếp theo thầy cho mình cùng dựng chiều cao. Theo giả thiết thì SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Từ đây thầy suy ra chiều cao chính là SA. Thầy dựng SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Sau đó thầy nối S với các đỉnh còn lại của hình vuông. Thầy có được hình chóp thỏa mãn yêu cầu bài ra. Theo giả thiết thì SA ở đây là bằng A. Y là trung điểm của SC. Điểm Y của chúng ta đây. Nhiệm vụ của thầy cho mình cần tính khoảng cách từ điểm Y đến mặt phẳng đáy A, B, C, D. Bây giờ thầy xem điểm Y là điểm vuông góc hay là điểm hình chiếu. Các em quan sát Y thuộc mặt phẳng S, A, C. Mà mặt phẳng S, A, C lại vuông góc với mặt phẳng đáy. Vì sao? Vì mặt phẳng SAC có chứa đường SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Đúng chưa các em? Vậy là điểm Y của chúng ta là điểm vuông góc mà thầy đã gọi trong phần lý thuyết. Đúng chưa các em? Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành dựng và tính. Dạ. Thầy có mặt phẳng SAC vuông góc với mặt đáy ABCD. Vì mặt phẳng SAC chứa đường SA vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD. Đúng chưa? Thầy lại có điểm Y nằm trong mặt phẳng SAC. Mặt phẳng SAC giao với mặt đáy chính là bằng đường AC. C. Từ đây thầy suy ra cách dựng khoảng cách. Từ điểm Y đến mặt phẳng đáy ABCD như sau. Các em chỉ cần kẻ IH vuông góc với giao tuyến AC như trong phần lý thuyết thầy đã trình bày.
IH vuông góc với giao tuyến AC. Được chưa? Thì từ đây thầy suy được ra IH sẽ vuông góc với mặt phẳng đáy. Hay nói khác, IH chính là khoảng cách. IH vuông góc với đáy ABCD và suy được ra khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng ABCD chính là bằng IH. Vậy là thầy đã dựng xong khoảng cách. Bây giờ thầy cho mình cùng tính IH. Để tính IH thì các em gắn IH vào một tam giác vuông. Các em quan sát cho thầy tam giác SAC là một tam giác vuông tại A. Vì sao? Vì SA vuông góc với đáy nên SA sẽ vuông góc với AC. Thì xét tam giác vuông SAC vuông tại A. Đúng chưa? Thì có Y là trung điểm của SC theo giả thiết. Thì lại có IH là song song với SA. Vì sao? Vì cả hai đường này đều vuông góc với mặt phẳng đáy. Đúng chưa? Vì IH phẩy SA cùng vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD. Từ đây thì các em kết luận được gì? Từ đây thì kết luận được IH là đường trung bình của tam giác SAC. IH mà là đường trung bình của tam giác SAC thì thầy có được ngay IH song song và bằng 1/2 SA. SA giả thiết cho bằng A, vậy thầy có được bằng A trên 2. IH chính là khoảng cách cần tìm. Vậy là từ đây thầy suy được ra khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng A, B, C, D bằng IH và bằng A trên 2. Như vậy là thầy đã tính được khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng A, B, C, D. Và điểm I của chúng ta là điểm vuông góc. Bài toán của chúng ta thuộc dạng toán thứ nhất, tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng và điểm đó thuộc một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng cần tính khoảng cách. Thầy đã hoàn thành cho các em xong ví dụ thứ nhất. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang các ví dụ tiếp theo. Thầy cho mình cùng vào ví dụ số 2. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. AB bằng A, AD bằng 2A, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA bằng A. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD. Các em nhắc thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Bài toán của chúng ta vẫn thuộc bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Trước tiên, thầy cho mình cùng phác họa hình vẽ xem điểm A này thuộc điểm đặc biệt loại nào. Giả thiết cho hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật. Thầy vẽ đáy trước. Đáy là hình chữ nhật. Thầy biểu diễn là một hình bình hành. A, B, C, D. Thầy ký hiệu vuông góc. Được chưa? Theo giả thiết thì AB bằng A, AD bằng 2A. Tiếp theo thì cho mình cùng dựng chiều cao. Giả thiết cho SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Do đó thì có được SA chính là chiều cao. Thì dựng SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Sau đó thì nối điểm S với các đỉnh còn lại của hình chữ nhật.
Khi đó thầy có được hình chóp S A B C D. Đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA ở đây bằng A. Nhiệm vụ của thầy cho mình cần tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD. Thầy đánh dấu mặt phẳng SBD. Các em quan sát cho thầy điểm A. Điểm A chính là hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng đáy, hay nói khác lên mặt phẳng ABD. Như vậy là gì? Bài toán của chúng ta thuộc dạng toán thứ hai, tính khoảng cách từ một điểm hình chiếu đến một mặt phẳng. Điểm A là điểm hình chiếu. Cách dựng khoảng cách từ một điểm hình chiếu đến một mặt phẳng, thầy đã hướng dẫn các em rất kỹ trong phần lý thuyết. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành dựng. Từ điểm A thầy dựng AK vuông góc với BD. Được chưa? Sau đó thầy nối S với K. Thầy dựng AI vuông góc với SK. Khi đó thầy có được AI chính là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD. Thì trình bày như sau. Thầy có A là hình chiếu của S lên mặt phẳng ABD. Từ đây thầy suy được ra cách dựng khoảng cách. Từ điểm A đến mặt phẳng SBD như sau. Thứ nhất, thầy kẻ AK vuông góc với BD. Tiếp theo, thầy kẻ AI vuông góc với SK. Từ hai lý do này thì suy được ta khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD chính là bằng AI. Việc chứng minh AI là khoảng cách, hay nói khác chứng minh AI vuông góc với mặt phẳng SBD thì thầy đã hướng dẫn các em rất kỹ trong phần lý thuyết. Các em tự chứng minh lại cho thầy. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cách tính AI. Để tính AI thì kem gắn cho thầy vào tam giác vuông. Thầy gạch đây. S A K tam giác này vuông tại điểm A. Thầy đi tính hai cạnh góc vuông SA và AK. SA đề đã cho bằng A. Thầy chỉ cần tính được AK là thầy dùng công thức 1 chia cho AI bình sẽ bằng 1 chia cho SA bình cộng với 1 chia cho AK bình. Và từ đó thầy suy được ra AI. Đúng chưa các em? Rồi, thầy xét tam giác vuông SAK. Thầy có SA bằng A, nên là theo giả thiết. Được chưa các em? Tiếp theo thầy tính AK. Để tính AK thầy gắn AK vào một tam giác vuông hoặc là một tam giác đều để tính. Và các em nhớ là chọn cái tam giác vuông đã biết độ dài cạnh. Được chưa? Thì các em quan sát này, AK. Các em có thể gắn vào tam giác vuông ABK hoặc là các em gắn vào tam giác vuông ADK để tính. Thầy gắn vào tam giác vuông A, B, K. Đã có một cạnh là gì? AB rồi. Phải chưa các em? Nếu thầy tìm được số đo một góc hoặc độ dài cạnh còn lại thì thầy sẽ tính được cạnh AK. Cạnh còn lại thì rất khó vì điểm K này không có gì được là điểm đặc biệt cả.
Vậy thầy nghĩ đến chuyện góc này. Đúng chưa các em? Rồi, thầy có sin của góc B nha. Thầy có sin của góc B. Các em quan sát cho thầy. Sin góc B, nếu thầy xét tam giác vuông lớn là A, B, D vuông tại A, thì sin sẽ bằng đối chia cho Huyền, đúng không? Bằng AD chia cho Huyền là BD. Kết quả bằng cái gì? AD chia cho cạnh Huyền BD. BD bằng căn bậc 2 của AB bình cộng với AD bình. Các em tiến hành thay số cho thầy. Bằng AD thì bằng 2A chia cho căn bậc 2 của AB bình chính là A bình cộng với gì? AD bình chính là 2A tất cả bình. Các em tiến hành nút gọn thì các em được kết quả ở đây là gì? 2 chia cho căn 5. Vậy là theo tam giác vuông lớn A, B, D vuông tại A thì thầy có được sin góc B ở đây. Đúng chưa? Thế bây giờ thầy mới xét cái tam giác mà thầy gạch kia. Xét cái tam giác ABK vuông tại điểm K thì thầy có được sin góc B. Lúc này bằng sin thì bằng đối chia cho Huyền, đúng chưa? Thì thầy có được bằng AK chia cho AB, phải không các em? Thế từ đây thì suy được ra gì? Suy được ra AK đang cần tìm sẽ bằng AB nhân với sin góc B. Và kết quả bằng A nhân với 2 chia cho căn 5, nghĩa là 2A trên căn 5. Vậy là thầy tính được AK, thầy có được SA. Từ đây thầy xét tam giác vuông SAK, thầy sẽ suy được ra AI. Thầy xét tam giác vuông SAK, tam giác này vuông tại A. Do SA vuông góc với mặt phẳng đáy thì đương nhiên SA vuông góc với AK. AK nằm trong mặt phẳng đáy. Đúng chưa các em? Thế có 1 chia cho AI bình phương sẽ bằng 1 chia cho SA bình phương cộng 1 chia cho AK bình phương. Thì cho mình cùng thay số. 1 chia cho A bình cộng với 1 chia cho 2A trên căn 5 tất cả bình. Tiến hành rút gọn, các em có được 1 trên A bình cộng với 5 chia cho 4 A bình. Các em quy đồng, các em tính được kết quả ở đây chính là 9 chia cho 4 A bình. Vậy là từ đây thì suy được ra AI bình phương thì đảo ngược lại chính là 4 A bình trên 9. Và thầy tính được AI ở đây chính là 2A trên 3. Đến đây thầy kết luận khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng FBD chính là bằng AI và bằng 2A trên 3. Như vậy là thầy đã tính xong khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng FBD. Và bài toán của chúng ta thuộc dạng toán thứ hai, tính khoảng cách từ một điểm hình chiếu đến một mặt phẳng. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ví dụ tiếp theo. Thầy cho mình cùng vào ví dụ số 3. Đây chính là đề thi Đại học Quốc D năm 2002. Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng ABC. AC bằng AD bằng 4cm, AB bằng 3cm, BC bằng 5cm. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng
B, C, D. Các em nhắc thật nhanh chưa thầy? Các em xong chưa? Bài toán của thầy cho mình vẫn thuộc bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Bây giờ thầy cho mình cùng phác họa hình vẽ xem điểm cần tính khoảng cách này là điểm hình chiếu hay là điểm vuông góc. Các em dựng cho thầy đáy là một tam giác. A, B, C. Tiếp theo dựng chiều cao của tứ diện. Theo giả thiết thì AD vuông góc với mặt phẳng ABC. Từ đó thì suy ra AD chính là chiều cao. Thầy dựng AD vuông góc. Sau đó thầy nối điểm D với các đỉnh còn lại của tam giác. Khi đó thầy có được tứ diện A, B, C, D. Và theo giả thiết thì thầy có được AB chính là bằng 3. AC bằng AD bằng 4. Và BC là bằng 5 cm. Thầy cho mình cần tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng BCD. Thầy đánh dấu mặt phẳng BCD. Các em quan sát cho thầy, điểm A chính là điểm hình chiếu, đúng không? A là hình chiếu vuông góc của điểm D lên mặt phẳng A, B, C. Vì AD vuông góc với mặt phẳng A, B, C theo giả thiết, phải chưa các em? Vậy là điểm A chính là điểm hình chiếu. Bài toán của thầy cho mình thuộc dạng toán thứ hai, tính khoảng cách từ điểm hình chiếu đến một mặt phẳng. Bây giờ thầy cho mình cùng dựng khoảng cách này rồi tính. Từ A, thầy kẻ AK vuông góc với BC. Sau đó thầy nối D với K. Thầy dựng AI vuông góc với DK. Khi đó thầy có được AI chính là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng BCD. Thầy trình bày như sau. Giải. Ta có A là hình chiếu vuông góc của điểm D lên mặt phẳng A, B, C. Từ đây thầy suy ra cách dựng khoảng cách. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng B, C, D. Kem kẻ AK vuông góc với BC. BC. Sau đó kem nối D với K kẻ AI. Kẻ AI. Vuông góc với DK. Từ đây thì suy được ra AI chính là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng BCD. Việc chứng minh AI là khoảng cách, hay nói khác, chứng minh AI vuông góc với mặt phẳng BCD, trong phần lý thuyết thầy đã trình bày rất rõ ràng, các em có thể chứng minh lại. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cách tính AI. Để tính AI, thầy gắn vào tam giác vuông D, A, K. Thầy gạch tam giác vuông này để các em nhìn cho rõ. Tam giác này là một tam giác vuông tại A. Thầy cho mình đi tính hai cạnh góc vuông AD và AK. AD thì có rồi, là bằng 4. Thầy cho mình chỉ cần tính AK nữa là xong.
để tính AK thì các em gắn vào tam giác ABC để tính. Thì có hai hướng tính. Thầy thấy rằng tam giác ABC đã biết hết độ dài các cạnh. Thì kiểm tra xem tam giác này có thuộc tam giác đặc biệt hay không. Thì thầy thấy rằng này, các em nhìn này, 3 bình phương cộng 4 bình phương thì bằng 5 bình phương. Điều đó chứng tỏ tam giác ABC là một tam giác vuông tại A. Theo định lý đảo Pythagore. Phải chưa? Vậy có tam giác này là tam giác vuông tại A thì việc tính AK rất đơn giản. Hướng thứ hai thì làm như sau. Do biết ba cạnh của tam giác ABC rồi nên thầy hoàn toàn tính được cốt của góc B. Tính được cốt của góc B nhờ tam giác ABC sử dụng định lý hàm số cốt. Tính được cốt góc B rồi thì thầy lại xét tam giác ABK. Cốt góc B bằng BK chia cho cạnh huyền là gì? AB thì tính được BK. Tính được BK có AB thì thầy tính được AK. Thế nhưng với bài này thì thầy sử dụng cách thứ nhất đơn giản hơn. Thầy có BC bình phương thì bằng AB bình phương cộng với AC bình phương. Mở ngoặc đơn vì 5 bình phương bằng 3 bình phương cộng 4 bình phương. Từ đây thầy suy ra tam giác ABC vuông tại A. Tam giác ABC vuông tại A, thầy đang cần tính AK. AK thì thầy gắn vào tam giác vuông AKB. Phải chưa? Biết một cạnh chính là cạnh huyền bằng 3 rồi. Nếu thầy tính được một góc thì coi như xong. Thầy sẽ đi tính góc B. Thầy có sin của góc B. Sin góc B theo tam giác vuông lớn ABC vuông tại A thì sin bằng gì? Đối chia cho huyền chính là AC chia cho BC. Kết quả ở đây là bằng 4/5. Phải chưa các em? Thì xét tam giác vuông AKB vuông tại K. Thì thầy có sin góc B. Sin góc B lại bằng AK chia cho gì? AB. Phải chưa các em? Vậy là từ đây thì suy được ra AK sẽ bằng AB nhân với sin góc B. Điều này tương đương với gì? Là tương đương với AK sẽ bằng AB. AB ở đây bằng 3 nhân với sin góc B là bằng 4/5. Kết quả bằng 12/5. Như vậy là trong cái tam giác vuông mà thầy gạch sọc kia ADK, thầy có được AK bằng 12/5, AD bằng 4 theo giả thiết, nên thầy tính được ngay AI như sau. Xét tam giác vuông ADK vuông tại A. Thì có AD thì bằng 4, đúng chưa? Còn AK thì thầy tính được bằng 12/5. Từ đây thầy suy được ra 1 chia cho AI bình phương bằng 1 chia cho AD bình phương cộng 1 chia cho AK bình phương. Kem thay số kem có 1/4 bình phương cộng với 1/12/5 tất cả bình. Kem tính toán kết quả này, kem có được kết quả đây là bằng 34/12 bình phương. Được chưa?
Vậy là từ đây thầy suy được ra AI bình sẽ bằng 12 bình phương trên 34. Đúng chưa? Và thầy suy được ra AI sẽ bằng 6 căn bậc 2 của 34 chia cho 17. Và AI chính là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng BCD 6 căn 34 phần 17. Như vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong đề thi đại học QD năm 2002, tính khoảng cách từ một điểm hình chiếu đến một mặt phẳng. Và ví dụ số 3 cũng là ví dụ cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Các em về nhà xem lại thật kỹ phần lý thuyết. Tính khoảng cách từ một điểm đặc biệt đến một mặt phẳng gồm hai giác. Tính khoảng cách từ điểm vuông góc đến một mặt phẳng, rồi tính khoảng cách từ điểm hình chiếu đến một mặt phẳng. Buổi tới thầy sẽ hướng dẫn các em tính khoảng cách từ một điểm bất kỳ đến một mặt phẳng. Thầy quy về bài toán tính khoảng cách từ một điểm đặc biệt đến một mặt phẳng. Do đó, để học được buổi tới thì các em về nhà phải xem lại thật kỹ phần lý thuyết và các ví dụ của buổi học ngày hôm nay. Thầy chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.